Út Nhi xin chào cả nhà. Hôm nay trời nắng ấm quá nên Út Nhi đem ra cái này á cả nhà. Là được 3 tuần lễ nha cả nhà. Út Nhi đẩy xích vô đây để nó bể của Út Nhi. Cái này cũng như không như à. Chùm lại tùm lum tá la vậy đó cả nhà, là tại vì Út Nhi sợ cái con bồ câu nó lại nó ăn của Út Nhi hoài á. Cái như đầy vậy đó. Đầy nhìn giống như là rác rưởi vậy đó mà mấy cái con nó không có lợi nha cả nhà. Bây giờ Út Nhi sẽ dỡ nó lên. Dỡ lên đem này qua bên chùm khác. Đó, cái này cũng như là cả nhà. Cần nước này là cũng như chùm bơ hổm cũng như đại dữ lận lắm. Mà mấy cái con bồ câu hay gì nó riêng nó ăn nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ cũng như đậy cái đó đó, nó không vô nữa. Program này, bụi này bơ hổm cũng như ghim đại dưới đây. Tại vì cũng như cắm vô đó mà nó còn dư á, nên cũng như ghim đại dưới đây. Thì ghim program này dưới đây nó có đất á, thì nó chắc nó khác hơn nè cả nhà. Giống như coi cái nguyên bụi này, nó ngắm lên nha. Nắm lên cho nó lên không nha. Rồi nó dính đất rồi cả nhà. Dính nó ăn với đất ở dưới đây rồi. Cũng như để luôn đó, để nó như quay lại gần cho cả nhà mình xem. Thì cả nhà xem là nó cũng là 3 tuần lễ. 3 tuần lễ mà nó cũng đâu có mập mạp đâu cả nhà. Nó cũng ấm yếu giống vậy hả. Cho dù là nó có đất nha cả nhà đó. Nó có đất ở dưới đây chút xíu nè. Mà nó cũng không có hơn. Nó không có hơn được trong cái bình hồ cá đó cũng như trong cái chậu đó. Thì ông như thấy là hai loại nào nó cũng giống nhau. Chắc có thể là ông như trồng á, ông như không có trồng phân nên là cây nó không có được tốt như của người ta. Nhưng mà ông như thấy là trồng cái này vậy nè, thì người nào có vườn thì trồng ra thì tốt hơn. Còn không thì trồng như là ông như trong cái bình, trong cái chậu nuôi con cá vậy đó cả nhà. Rất là tiện nghi, mình vừa ngắm mình vừa có bông, có rau găm luôn ha. Để ông như hử thử nó thơm không nha. Tại vì có nhiều người nói là rau găm nước á, không có thơm bằng trồng dưới đất. Thơm lắm cả nhà ơi, nó thơm. Để ông như lấy của cái trong cái này này, trong cái đàn lá này. Nó thơm y chang hả, không có khác nha cả nhà. Hai lá thơm y chang, không có khác nào chân cả nhà. Thì cái đó cả nhà mình tùy theo mình muốn trồng sao. Nhưng mà theo Út Như thì Út Như thấy là trồng rau găm trong cái bình mà để mình để trong nhà, để trên bàn, trên cửa sổ có con cá thì thấy nó đẹp đẽ, nó không cần đất hết cả nhà. Còn cái này mình có đất nè mà thấy nó cũng đâu có tốt hơn nhiều đâu cả nhà. Hay là tại vì cũng như không có xài phân bón gì hết thì nó không tốt. Trời ơi, cần nước của Út Như nó ăn ngon quá à. Ngon cộng nè, đã chưa. Hôm nay hả, trốn được mấy con chim bồ câu đây nè. Nó lên dễ tới đây luôn thì hả, cũng như sẽ cắt những cái nhánh này như ghim nó xuống hết ta. Tại vì cũng như thấy nhiều người người ta ghim á thì nó sẽ ra thêm á cả nhà. Tại vì cái này, trời ơi, con nó mập mạp đã quá trời đã luôn cả nhà ơi. Mà không biết là ghim nó có lên không ta. Ghim đại nha cả nhà. Mình cắt chỗ này nó có ghế nè. Nhà nhiều quay, quay lại gần vậy đó cả nhà. Ở dưới này nó có cái ghế nè đó. Nhưng cắt xong cái ghim nó xuống nữa nha cả nhà. Nó non lắm. Nó còn non lắm. Như cắt chỗ nào mà nó có gà ghế rồi đó. Mà ghim, ghim nó xuống tiếp. Cái này nó không thấy có ghế đâu. À đâu. Cho nó lên nữa. Lần hổm cũng như là cũng như tưởng mất giống luôn á chứ. Tại vì mấy cái con đó nó lại nó ăn mấy bồ câu á cả nhà. Nó lại nó ăn hết trơn cũng như là. Ôi cái lá nè cả nhà thấy đã không. Cái này cũng như ngâm cái này là nó không có thoát nước nha cả nhà. Bùi vô găm nó cũng như cũng để đó luôn. Quá xa chừng hả, non luôn cả nhà ơi. Trời ơi cái nào. Non không. Út Như chồng là ít khi nào mà Út Như sử dụng phân bón lắm nha cả nhà. Như chỉ có mua đất mà trồng cây á, hoặc là như lấy cái đất kia cũng như pha vô nữa, cái đất vườn á pha vô nữa là cũng như trồng thôi à. Chứ cũng như không bao giờ mà cũng như mua phân bón gì chân á. Bởi vì cây cũng như nó không có được tốt lắm như của người ta ha cả nhà. Nhưng mà thường thường cũng như nghĩ chắc nên xài phân bón cái cây nó mới tốt hơn đó ta.
Bây giờ đây nó nguyên chùm luôn nha, không thấy nhánh nào đâu, mong nhân cắt hết ta. Đây nè, nhánh này nè. Ở trong đây nó nguyên một bụi luôn nè. Mà không biết cắt nhánh nào. Cắt đại nó đi đi. Tại vì nó bụi đầy là khít quá đó. Trong này xem mấy cây nhỏ nhỏ không, mấy cây ấm ấm không. Rồi mình sẽ trồng cái bụi rau răm đây luôn này. Cũng như chắc phải bỏ đất vô thêm cái nhà, hơi ít đất, nó nước không à, ít đất quá, đổ miếng đất vô đó. Đây thì cũng như cũng lấy đất hả, cũ vậy là cả nhà. Như để vô ha. Đất này hả? Không biết trồng hết bao nhiêu lần rồi. Nên lấy đổ đại vô vậy đi. Lấp đại nó lên đi. Đất này cũng như không biết không chỉ trồng hả? Cái gì tùm lum tá la. Bởi vì đổ tới đổ lui nhiều khi nó ra cây này cây nọ gì đủ thứ hết trơn cả nhà. Chạy tùm lum tá la hết. Cả nhà nghe mấy con bồ câu không? Mấy con bồ câu nó âm sùm bất nhã đó. Chắc nó hửi thấy mùi cần nước rồi đó cả nhà. Nó hửi thấy mùi cần nước rồi. Rồi xong rồi đó cả nhà ơi. Út Như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Út Như. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bình an.